Trước mắt các bạn là một trụ đá Thạch Anh hồng tự nhiên Việt Nam, khá là hồng. Kiếm một cuộc hồng như này hiện tại của Việt Nam mình khá là hiếm các bạn ạ. Trụ hồng này anh em làm bằng đế gỗ hương, cắt mài đánh bóng khá là kỹ, dành cho các bạn đầy đề co, làm đề co và năng lượng cho ngôi nhà của mình. Rất đẳng cấp, rất chi là hiếm các bạn ạ. Rất là hiếm. Trụ này nặng nhỏ như này, nặng 15 kg, để anh em sẽ mang ra phía ngoài để các bạn xem. Anh em đang mang ra ngoài trời để các bạn trải nghiệm. Đang là buổi sáng khá là đẹp. Các bạn trải nghiệm một cục đá Thạch Hồng buổi sáng nạp năng lượng thì cực kỳ tốt. Nặng 20 kg. Vân làm bằng đế gỗ hương đá này các bạn này, rất đẹp, hồng tự nhiên. Việt Nam các bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt là hồng nhưng đỏ, và có những chỗ hồng chỗ trắng, hơi bớt bớt trắng. Còn đá nước ngoài sẽ màu hồng nhạt. Theo các chuyên gia đánh giá thì đá tự nhiên Việt Nam năng lượng khá là lớn, còn đá gia nhiệt thì năng lượng sẽ bị giảm đi. Các bạn thấy rất đẹp. Trụ này được anh em cùng với chất liệu này, các bạn nhìn này, đây là cục đá thô. Hai cục này là nặng 320 kg, nặng thích thô to. Các bạn thấy rất đẹp. Một trụ đá Thạch T562 nặng 20 kg, đế gỗ hương, phù hợp cho các bạn để ở phòng khách, quầy thu ngân, trên ban làm việc, để mang vượng khí tạo năng lượng dương, trấn trạch cho khu vực kinh doanh. Rất đẹp các bạn, đá tự nhiên. Có gì mời các bạn ghé thăm anh em nhà sàn Tứ Nguyên. Anh em nhà sàn Tứ Nguyên nằm ngay thành phố Giang Bình Dương, cách xa Sài Gòn 10 km, và chuyên cung cấp các loại đá phong thủy tự nhiên Việt Nam cho các chuyên gia phong thủy có tâm. Anh em nhà sàn Tứ Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.